thì những gì những người bên kia mà người ta vu oan vu khống như gì á, rồi để cho khai khẩu ra hết đi. Má khỏe Hoàng Nguyễn, má cảm ơn con nha. Nhà hơn 20 năm nhà ông bà nhưng chưa bao giờ cũng gia tài. Thì đúng rồi con ơi, cái gì á cũng có số trời hết trơn à, mình đi nghịch nghịch thiên không được đâu. Ủa anh Năm còn bên đội không? Bên nội nhiều lắm, bên nội ở dưới đó thằng anh Chánh là bên nội đó, anh Chánh bên nội nè. Còn mấy nhiều lắm, bên nội Đồng Tháp còn nhiều lắm. Bình Kiệt em, bạn em ở sát nhà luôn á, bên nội của anh Năm, bên bên ba Năm còn nhiều chứ, ở Cao Lãnh mà. Bên Mà đây du hả? hiền lắm, nói chung trời ơi thiệt chị em này, thằng Chánh này anh Tư mất, anh Năm đang ngủ, anh Tư mất cái chạy vô phòng, anh Năm anh Tư mất rồi. Anh Tư mất rồi. Trời ơi, ổng tức vậy, mày nói cái gì? Anh Tư mất, mày nói anh Tư mất mà mày cười là sao vậy? Hiền như cục bột. Anh Chánh ưa anh vừa dựng xe chạy ra Nó nó bớt cái gì anh Thanh để đây đi anh Thanh, hiền lắm, hiền với nó hầu như là bên nội của anh Năm hiền lắm. Anh cũng biết nhiều người mà người nào cũng hiền quéo à, hiền lắm. Ba Năm cũng hiền lắm. Ở đời nó ngộ lắm con ơi, nhân bất thập toàn mình không nói được. Một người hiền thì hiền thật sự, cắn hột cơm cũng không bể, còn một người thì trong hậu nhai đá xanh cũng mềm như như cám. Chào Chi Kim nha, Kiến VNXK, chào Gấu Bắc Cực nè, chào Thủy Ngô, chào Thúy, chào Hải Quỳnh, chào ở quá đi kéo lên Hạnh Nguyên, chào Nhi Nhi, Phương Vi, Linh Cương. Bữa nay mới ngồi bữa nay mới được mát là vì tất cả cửa hàng mở hết rồi, rồi cái mở máy lạnh đó cái mình hưởng sái, chứ mấy ngày bữa trước nó nóng dữ lắm con, mới chạy tùm lum đó. Giờ anh Chánh không làm nữa, ông Chánh có gia đình con, anh Chánh đi đi về về vậy đó. Ở về dưới xong rồi cái 5-10 ngày chạy lên. Chào Linh Trương, Kim Hô, chào Rula Moto, chào Nguyễn Tham. Mà chào Chánh nó có bán hàng con ơi, Chánh nó chỉ lên phụ trong nhà trong cửa thôi. Ở dưới có gia đình ở dưới nữa con, đi đi về về vậy đó. má có vòng màu tím không má ơi? Má có vòng màu tím con, nhưng mà quan trọng không biết cái tay con như thế nào. Mấy chiếc màu tím của má hơi rộng đó, đi 53, 54 không à. Má ơi sao anh Chánh không bán hàng ăn vặt. Cho nói chung ra con biết ông Chánh thì lại có bán phụ cũng không có được, là vì Chánh không có lanh lợi đâu là một. Với Chánh hiền lắm. Con sống 45 tuổi mới thấy cảnh này, ban đầu má sắp xếp như vậy là ổn rồi, đi rất tận tụy với lời, phần này đi quá xa bờ rồi má ơi, còn tiếc một gia đình. Kim Hoàng Nguyễn ơi, má đã sắp từ đầu rồi con, nhưng mà có một cái là người ta từ chối thẳng luôn, nhưng mà má cũng có nói tại vì má muốn yên ổn thôi, nhưng mà người ta đâu có đồng ý thì quyền mà, tại vì gia đình này có quyền, má chỉ là người bạn tri kỷ của cậu thôi, thì má thì muốn lúc nào má cũng muốn cho nó cậu ra đi cũng êm ấm không có vấn đề gì hết. Thì hôm đó đó Hưng Thanh má thấy rồi, má nghe cái câu đó họ tuyên bố như vậy là má biết là sóng gió sẽ xảy ra ra thôi. Má Tư ơi, mỗi lần còn về cha con khóc suốt, muốn tuôn thượng loan mà tình thương. Thì đó con ơi, nghe nhỏ quá chắc má nói chuyện nhỏ thôi.
Phúc Nguyên, chào Phúc Nguyên nè, chào Mương Minh Phước TV. Không con, không ai biết, không ai thấy hết. Châu Lâm Bích. Màu tím đẹp không? Màu tím là đẹp á, Cẩm Thạch màu tím là đẹp lắm. Nó nhiều màu tím, nó tím than nè. Rồi tím hồng. Tím liệm thì không có rồi, tím hồng với tím than. Rồi đúng rồi, ngày mai về tới nhà chắc buôn mừng lắm. Ngày hôm kia má qua má ta chở đi mua đồ chơi mà gặp má còn mừng chạy ra ôm hôn ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, cái cưng chết luôn. Từ cái biết mẹ chồng cũng không lâu lắm. Không mặt, mặt chồng mẹ chồng hả? Biết chứ, chồng bây giờ hả? Biết chứ, má với lại má với mẹ má Hải là coi như gặp mặt nhau mà lúc hai đứa chưa công khai mà. Hồi cái đêm mà cái ngày mà đi đưa cậu có mẹ Hải đi nữa rồi ngồi chung không, không có, đúng rồi, có chị bên Hải qua nữa, có trơn con. Tại vì lúc đó thì má cũng phải gặp gia đình bên đó mà cậu mới kêu má đi gặp để coi mà gia đình như thế nào, thì hỏi con bận như vậy đó. Mà cũng có người lên nói trách má đó, tại sao má nói chuyện mà má đi gặp mẹ Hải lúc mà hai đứa chưa chính thức. Thì con cứ nghĩ đi, làm cha làm mẹ khi con mình nó đi, nó muốn mà bước tới một cái gia đình nào đó mà nó không nói cho mình biết thì mình phải đi tìm hiểu chứ. Như vậy mà cũng lên trách má đó, tại sao má đưa cái chuyện đó ra. Ngộ ghê, mà trước khi trách người ta mình phải hiểu cái người nói cái câu chuyện đó ra, cái người đó trong cuộc hay người đó ở ngoài lề. Trách cái kiểu mà con biết soi bói chứ không phải là trách cái kiểu mà công tâm. Bây giờ gia đình mình có một đứa con đi như vậy đó mà mình nghe đi cái hướng đó, đi ở cái nhà đó, mình phải tìm tới cái nhà đó, mình coi cái gia thế nhà đó như thế nào, người ta có đàng hoàng hay không. Đó là con của mình, chẳng lẽ cho con mình đi biết đi nó đi vậy rồi phải kệ nó muốn đi đâu đi làm thì làm sao. Trước khi trách đó thì phải học, phải nhìn cái câu chuyện lại, phải suy nghĩ cho kỹ. Mấy ngày nay không biết Lý Thông nó có ai nhập nữa không nữa, em có coi không Không, đi hả? em là không có coi gì nhất luôn, lâu lâu lướt thấy người ta chia sẻ Tại mà vì thôi. đúng mà có người, tại vì anh biết mấy cái đó đó là do nơi cộng đồng mạng đưa qua cho anh, với ai biết ai nhất ai nữa không, bà Anh Dũng mình hả? Dũng. Ở không lắm, đôi khi con biết cũng lớn chứ cũng khờ lắm. Anh nghe nè, rồi nó chửi anh quá trời, nó chửi tao mà tao không mở lên là tao đâu có nghe. Mà bây giờ mày kêu tao anh nghe đi nó chửi anh, vậy tất nhiên là nó chửi mình nghe. Con coi má có người bạn cũng vậy đó, con coi má cố tình má không muốn nghe,